Bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi, mình giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể mọi người có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Văn Lực ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. Quê em ở đâu? Em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Em công tác ở đơn vị quân khí trực thuộc Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật, huyện Mang Giang, Gia Lai. Cụ thể công việc em làm là làm gì? Dạ, công việc cụ thể của em thì là sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật để phục vụ sẵn sàng chiến đấu trong quân đội ạ. À, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên cạnh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Ly, năm nay em 23 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk và hiện tại em đang làm dược sĩ tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An ở Nhân Trạch, Đồng Nai ạ. Vậy là cũng thuận lợi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là người vui vẻ và hòa đồng ạ. Em biết nấu ăn và biết làm việc nhà. Ngoài ra thì em cũng rất thích ca hát nữa. Thôi giờ hát một đoạn cho nó có không khí chút xíu đi. Em xin gửi tới mọi người một đoạn của bài hát Chờ Người ạ. Rồi. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá, đường chưa bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng ngang sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Anh xin hát. Bạn gái hát. Cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn ấy hát quá hay ạ. Quá hay. Em hát đi, hát đáp lại đi. Để đó. Hồi nãy cái anh Huy đầu tiên hát hay lắm á. Vậy em hát bài Vì Nhân Dân Quên Mình ạ. Rồi. Được luôn. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ giới thiệu điểm yếu. Rồi, em gái. Còn nhược điểm của em là một người khá thẳng tính. Mọi người nhận xét em là hơi khó tính đó. Nhưng mà em không thấy em khó tính. Mình đâu giờ mình thấy mình khó tính đâu. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, làm việc rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là tỉ mỉ trong mọi công việc. Về điểm yếu của em thì em sống quá tình cảm, sống thiên về tình cảm là nhiều. Rồi chị hỏi em gái một câu, mới 23 tuổi thôi, xinh đẹp như vậy, nhưng mà tại sao lại cần nhờ tới chương trình mà muốn hẹn hò, tại sao lại ế? Từ xưa giờ em chưa người yêu ạ. Trong chỗ em làm mà không có đối tượng nào sao? Dạ cũng có, nhưng mà môi trường em làm thì các anh nam rất là ít, hoa đã có chủ rất là nhiều rồi. Có khi nào em nghĩ em sẽ yêu một anh chàng trong quân đội không? Dạ chưa bao giờ. Em thích không? Thích quân đội không? Dạ thật ra môi trường làm việc của em thì hàng ngày được tiếp xúc với những bác sĩ quân y. À. Dạ nên từ lâu rồi trong em đã có một tình yêu rất là to lớn đối với những bác sĩ quân y và những người lính. À dạ. Vậy là cũng là một cái bén duyên cho mình rồi ha. Dạ. Em trai nghe nói chưa có mối tình nào ngồi cười chúm chím hoài nè. Bên kia sao? Tình trường như thế nào? Dạ em đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây rất là lâu rồi ạ. À, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai mình như thế nào? Em muốn một người bạn trai phải cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Em 1m68. Rồi dư 3 phân. Em muốn bạn trai phải gọn gàng sạch sẽ. Trời, bộ đội gọn quá gọn, sạch luôn. Dạ. Bạn trai sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình mình. Bộ đội là yên tâm với vấn đề đó, còn gì khó hơn không? Em muốn bạn trai phải dễ thương một xí ạ. Dễ thương có à nha. Dễ thương là có nụ cười chúng chiếm là dễ thương lắm á. Có cái mẫu người lý tưởng gì không? Nói là lý tưởng thì em không có, nhưng mà mắt mũi miệng em muốn thì sao? Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của em nhìn đó chị, phải gây cái ấn tượng cho em, phải làm cho em rung động. Kéo màn lên, cố gắng làm gì quay rung động nha. Khó quá, cái chung chung không biết thì sao đây, chị chỉ bên kia làm sao cho em rung động. Nhìn phải duyên, phải duyên. Cái duyên này nó hơi khó ha. Không có à nha, bên đây có duyên à. Vậy hả? Tôi nhìn tôi thấy tôi còn khoái được nữa chị cổ. Cười có duyên lắm, cười có em trai cười coi mọi dưới cười không? Đó, thấy chưa? Chị bên kia muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái chỉ cần yêu chân thật và biết đối nhân xử thế là được. Chứ em không quan trọng lắm về ngoại hình, dễ nhìn là được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều, không gọn gàng. Nhưng mà bạn gái bên kia rất là gọn gàng. Đúng rồi, bạn nhiều. Thích bạn trai mình gọn gàng, đương nhiên mình phải gọn gàng, đúng không? Dạ, thế thôi. Thế thôi. Dạ.
Dạ, nếu mà yêu nhau bữa nay bấm nút hẹn hò mà được á thì em muốn khi nào mình mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 đến 2 năm nữa. Rồi bây giờ yêu xa thì em mong muốn là bao lâu thì ảnh phải gặp em hay thăm em hay như thế nào? Nói chung thì em cũng không cần là phải gặp nhau mỗi ngày. Nói chung là ảnh biết quan tâm và thương em thật lòng là em đồng ý ạ. Cười em cười. Sao chị? Duyên. Trời ơi, cười có duyên tôi biết mà. Sao hơi ốm vậy? Em ăn mãi mà không lớn đó. Mà có khỏe không? Quân đội khỏe. Khỏe không? Tại ông hồi nãy ông cũng quân đội mà ông không có chơi thể thao kìa. Nhưng mà ta vẫn khỏe. Không, nhiều khi ông ngồi trong trong phòng sửa máy móc không quân biết được. Quân đội là có rèn luyện thân thể, khỏe yên tâm đi. Không rèn là lúc mới vô quân đội, giờ vô lâu rồi ngồi trong phòng sửa không biết. Giác súng không nổi cũng không sửa được đâu. Cái này giác súng nổi không mà sửa. Nổi chứ chị, ba người cũng nổi ạ. Dòng lên cái chị coi coi. Có chuột rồi. Con chuột nó lớn vậy luôn rồi nè. Dòm hẳn mặt tôi cái coi, mặt tôi không dám nhìn sao dám nhìn mặt cô kia. Trẻ lắm mà, nó mắc cỡ chứ. Xấu hổ. Ủa trời, đi lên đây tìm bạn gái mà, có gì đâu xấu hổ. Vợ về ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Chỗ nào thích hợp thì lập nghiệp. Ngon lành vậy đó hả? Dạ vâng. Duyên, ông này Duyên nè. Con tao hoài, tao mắc cỡ. Không phải vậy đó, phải tôi luyện. Rồi bao lâu đám cưới? Cô nó muốn 2 năm đó, được không? 1 năm đến 2 năm. Tầm đấy cũng được ạ. Là mình là tính lập nghiệp trong này cũng được chứ không cần phải về Thanh Hóa. Dạ vâng. Em có kinh doanh gì thêm không? Dạ không, em không kinh doanh ở ngoài. Sau này có định phát triển kinh tế như thế nào không? Thì nếu mà có điều kiện thì phải phát triển kinh tế chị. Về cái gì? Có định hướng gì chưa? Anh kia anh có cam hậu dạ, chưa? Hồi mai bà hỏi căng quá. Dạ, phải hỏi chứ. Làm nhỏ sợ rồi ha. Hơi ốm một chút xíu. Dạ. Chưa có người nuôi. Cảm giải ốm như có duyên. Dạ. Đúng như em nói. Nhìn gương mặt này là thấy cảm tình liền. Dạ. Có khi nào em nghĩ rằng em sẽ yêu một người gọi là ở xa thiệt xa không? Dạ chưa. Nó thú vị lắm. Dạ. Yêu một người ở xa nó có cảnh chờ đợi, dạ, cảnh mong chờ, rồi cảnh khát khao, những khát vọng, những cái nhớ nhung đó, nó hay lắm em. Dạ. Thử lần đi. Dạ. Lâu lâu cái được gặp nhau cái nó đã lắm. Dạ. Chưa yêu lần nào nên chưa biết đâu. Có khi nào anh xem em tưởng tượng một cặp trai gái đang hôn nhau chưa? Dạ chưa. Có khi nào mình nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai nào đó chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Em thích con trai hay thích con gái? Em thích con trai ạ. Ừ, phải hỏi kỹ. Nhưng mà cô gái rất là xinh nha. Dạ. Em xinh lắm luôn á. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay dạ, em đi với ai? Dạ, dạ, em đi với anh chị và đồng nghiệp của em. Chào Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là chị họ của Vi. Nhận xét về bạn trai thì hơi gầy, tầm cỡ 5kg nữa được. Cho hỏi là mình có tính lập nghiệp ở Gia Lai luôn không? Ở đâu mà phù hợp và thích hợp với em thì em sẽ ở đấy. Ừ. Chứ không nhất thiết phải về quê. Có ai có ý kiến gì nữa không? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em đang công tác tại phòng khám đa khoa Tâm Bình An. Em là bác sĩ. Em nhận xét Vi là một người rất là thẳng tính. Còn đối với bạn trai thì em thấy bạn này thì rất là vui tính, thấy cũng dễ gần. Còn cơ hội mà để cho hai bạn mà tìm hiểu nhau, đó là tùy thuộc vào hai bạn. Hôm nay nhà trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đội trưởng và anh họ của em. Xin chào toàn thể các quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Về nhận xét này, em gái ở trước. Lực ơi, em gái là em 10 năm trước là anh ngồi ghế em là anh bấm rồi ạ. Còn về nhận xét bên phía chiến lược, đồng chí được là một cá nhân rất xuất sắc trong đội. Em tính em thích một người con trai là gọn gàng sạch sẽ đúng không? Đồng chí lực là ok, không vấn đề gì. Yeah. Hy vọng là trong qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau không có hết. Rồi, cảm ơn anh trai, cho anh trai anh họ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Đánh giá về lực là một người rất hiền, chịu khó. Nhưng mà trời nhát gan lắm. Nhát gan. Kỳ lắm à. Đánh giá về bạn gái bên đây là ok, tùy duyên hai người. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ là tới phiên hai bạn nha. Chúng ta sẽ có ít phút để trao đổi với nhau. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn. Tặng em. Dạ, cảm ơn. Cười tươi lắm á, duyên lắm á, có ba lúng đồng tiền kìa. Hai người cười nhau suốt luôn đi. Ai cười cũng xinh, ai cười cũng duyên hết trơn á. Lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em cảm giác như nào? Là một người dễ gần ạ, và có lẽ là hiền. Còn gì nữa?
Dạ mới thì chắc chỉ vậy thôi ạ. Dạ. Còn em thấy bạn gái thế nào? Bạn gái rất là xinh ạ. Và vui tính. Nụ cười thế nào? Duyên ạ. Ánh mắt thế nào? Ôi. Giống như tưởng tượng khi mà em đang nói chuyện qua bức màn hay không? Khi mà nghe giọng nói của em bên kia thì em đã biết là bạn ấy nhìn rất là hiền rồi. Nhìn hiền thật, nhìn cũng hiền, rất là hiền. Giả sử mà sau này chúng ta yêu nhau ấy, dạ. Có thể em nghỉ em về Đắk Lắk, nhà Đắk Lắk. Anh nghỉ nhưng mà anh có việc ở trong đơn vị, anh không ra ngoài được. Dạ. Thế em về em có lên thăm anh không? Cái này thì hơi khó, cái này thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Chứ lại vì thời gian em về gia đình 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng em mới về được một lần. Và thời gian em về chỉ được 2-3 ngày thôi, vậy nên em muốn dành thời gian gia đình nhiều hơn. Thì nếu anh quan tâm em thì anh phải xuống thăm em. Dạ. Nếu mà yêu nhau thì anh sẽ tận dụng thời gian để xuống thăm em một cách nhiều nhất. Em thích hát và hay hát, hát hay như thế mà anh không biết hát thì em có thấy, em thấy như thế nào? Cho em thì cứ luôn được buồn tùy thôi anh ạ. Nếu mà em hát hay thì em nghĩ sau này người chồng em chắc cũng hát không hay đâu. Dạ. Nhưng mà em hát không hay vậy nên em hát hay là bằng nhau rồi. Dạ. Anh muốn hai đứa cho nhau cơ hội. Dạ. Để có thể tiếp tục tiến xa hơn. Dạ. Cho cơ hội thì em phải chinh phục cô ấy. Sao cô ấy tin là cô ấy sẽ bấm nút chứ? Thật ra thì khi nhìn thấy em thì anh rất là bối rối. Không biết nói gì, run. Anh quân nhân thì đương nhiên là anh rất trách nhiệm nên em yên tâm, có thể yên tâm nhiều thứ. Đó, ít nhất phải nói được đấy. Anh mong em có thể tin tưởng anh. Xin hết ạ, xin hết. Giống báo cáo quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với người thân, ông bà, cha mẹ của gia đình mình. Chúng ta không thể dối lòng được, không thể bấm nút vì bất cứ điều gì. Tôi luôn luôn nhắc lại điều đó. Con tim mình rung động, thật sự mình muốn tiến tới, mình hẳn bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 2 3 Hết thời gian. Nút đã bấm. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau. Chúng tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại là trái tim rung động hãy bấm nút. Như vậy là hai trái tim này đã có rung động với nhau. Lo cho mấy chàng trai này, sao mấy chàng trai rụt rè quá vậy không biết. Em hơn là em chốt được cái câu cuối, anh là quân đội, anh đã có trách nhiệm. Chúc các bạn hạnh phúc. Đây là những chiếc vé xem phim của Cùm Rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đưa cô ấy xem phim đi để hiểu nhau nhiều hơn nha. Sao em gái? Dạ. Em gái dễ thương quá. Cảm ơn. Chúc mừng hai. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị không, chúng tôi đã làm mai mối gần 10 năm rồi nhưng tôi vẫn nôn nao chờ đợi cái giây phút này để gặp những cái cặp đôi họ đang đi tìm nửa mảnh ghép của họ. Hy vọng là ngày hôm nay Ngọc Lan và Cụ Linh sẽ cùng quý vị chúng ta ghép nên những cặp đôi hoàn hảo quý vị nha. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Còn bây giờ thì Cụ Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Nhà em có ai biết uống rượu không? Dạ không ạ. Nhưng mà em biết uống. Anh thà ăn chay anh ở giá. Dạ. Chứ anh biểu anh ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý. Dạ. Anh ơi, vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ trong chuyện đó không anh? Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Trời dễ thương quá à. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em tên Trần Văn Minh. Sinh năm 1979, quê ở Đồng Tháp. Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên chuyển phát nhanh công ty xuất nhập khẩu ở quận Tân Bình. Mời nhà gái.
Tàu em tên là Ánh Huyền, em sinh năm 83, thì em ở Đức Trọng, Lâm Đồng anh. Công việc của em là em làm nhân viên thủy lợi của Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra em có nghề tay trái riêng là làm bánh ạ. Bây giờ thì em nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Minh. Dạ, điểm mạnh của em là thích hòa đồng vui vẻ, san sẻ với mọi người, biết quan tâm đến mọi người. Và em thích đam mê du lịch thể thao, bóng đá hay là đánh cầu lông, chạy bộ. Và đặc biệt đó là em ăn chơi trường. Ăn chơi trường hồi nhỏ tới giờ. Thế hả? Dạ. Quá hay nha. Em tự lập mà sống hồi nhỏ là em biết nấu ăn nè. Dùng nội trợ, biết nút giật đồ gì em làm được hết. Cuộc sống em tự lập thành ra giờ nó quen rồi. Nhưng lý do sao ăn chơi trường từ nhỏ vậy Minh? Dạ, hồi đó thì em chỉ mà là mới bắt đầu ăn thôi. Nhà nghèo không có gì hết, cái em ăn thêm muốn nó quên chua. Ăn ra từng đẩy 10 ngày thấy mẹ em ăn trước rồi, cái em ăn theo. Ăn theo cái quen tới khoảng em 15, 16 tuổi á, cái em hiểu được ăn chay như thế nào đó. Cái em mới phát nguyện là từ đó về sau là em ăn chay luôn. Như vậy là quá à, mọi người. Cái tâm hồn này là trong veo luôn á nha. Rồi, mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em rất là linh hoạt với lại có cái tính sáng tạo, bởi vì em công việc của em là làm bánh cho nên là đòi hỏi có cái sự khéo léo. Còn điểm yếu của em là em lười suy nghĩ á, có nghĩa là nhiều lúc mà cần tính toán hay là gì thì còn phải phụ thuộc vào máy tính. Tiếp nữa là quá nhạy cảm, và tiếp theo nữa là nhiều lúc làm nhiều việc á cùng một lúc cho nên là em hay bị thiếu tập trung, cho nên có những lúc nướng bánh cũng bị cháy. Không sao cả. Không sao sao được. Kinh doanh mà nó cháy hoài là ế luôn á chứ. Lâu lâu thôi. Lỗ luôn á. Cùng quan điểm với em đó, công việc nhiều thì em cũng hơi bị quên như vậy. Anh chứ em chưa người ta mượn tiền á, mà người ta mới trả em á, mà em còn không nhớ. Vậy đó hả? Không nhớ luôn á. Người ta nói ủa, cho mượn hồi nào? Cái người đó nhắc lại, ngày đó tháng đó đó, có cho mượn. Nhớ là mới nhớ chứ không ấy là em cũng quên mất tiền. Thì em ngược với anh mượn tiền em mới quên, còn nếu ai mượn anh nhớ. Không lạ vậy. Anh đây anh khôn nha, anh để dưới quê em nhiều lắm nha. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thật ra em là single mom. Em có một bé gái năm nay là học lớp 2. Còn sau khi mà chia tay rồi thì em cũng tìm hiểu một vài mối tình, nhưng mà cảm thấy nó không có phù hợp. Với lại mình cần tìm một người yêu thương con mình. Mình thấy sao Minh? Vấn đề có con thì không vấn đề, miễn là hợp hai người đánh với nhau mà quan tâm cuộc sống, chia sẻ hạnh phúc. Đó là một điều quan trọng nhất. Nếu như hai người thương nhau, em lấy về thì em có thương cái người con của người phụ nữ bên kia không? Dạ thương chứ, nếu như mình mà thương mẹ mình phải thương con chứ, đâu phải mà mình thương mẹ mà không thương con. Rồi hay quá. Còn Minh thì đường tình duyên sao? Dạ đường tình duyên của em thì có một mối tình duy nhất. Tức là quen của Nam á, em đến nhà của người bạn gái đó chơi, quê Bạc Liêu. Nhưng mà em nói là em không biết uống rượu. Nhưng mà Tết năm đó xuống cái gia đình này bên kia là em xin phép là uống một ly rượu thôi, là chung với gia đình hết tất cả. Nhưng mà gia đình bên đó cứ ép em uống hoài, em xin từ chối. Thành ra bắt bẻ em và nói không tôn trọng. Thành ra cái em về cái bạn gái nói gia đình không chịu thôi, chia tay. Trời ơi thấy thương không? Trời ơi, rồi chia tay là tới giờ là không có quen ai luôn á hả? Không có tìm hiểu ai luôn hả? Chia tay tới giờ luôn á. Tới giờ luôn đó. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nhà em có ai biết uống rượu không? Dạ không ạ. Nhưng mà em biết uống. Ví dụ em đi với bạn trai mà đi với mấy bạn em uống chung rồi bạn trai không uống, rồi mấy thằng bạn nó chê, nó trời ơi bồ mày như con gái không biết uống rượu rồi, em có buồn không? Không anh, bình thường anh. Nói thẳng ra nữa em. Dạ. Để vợ em lo cho vợ rồi lo thêm cho đứa con nữa, rồi mai mốt mình đẻ thêm đứa con nữa thì mình có đủ sức không? Như khả năng kinh tế thì em làm hiện tại giờ lương tháng 15 triệu, nhưng mà em hà tiện đặng thì nó cũng dư. Chưa? Như vậy là được rồi đúng không quý vị? Chúng ta đâu đó. Chúng ta đâu có cần cái gì ngoài cái tinh thần đâu đúng không? Khi mà một cái gia đình mà cái tinh thần tốt ổn định là có tiền thôi, đơn giản thôi. Tôi cho bà mối nghe hết luôn đó. Đằng nhà trai tôi thiệt tình lắm, có sao đúng nói rồi, vậy à? Nên tự nhiên mình có cảm giác mình rất là quý cái anh chàng này á. Bây giờ là chưa có gia đình còn xài này xài nọ, có gia đình nó sẽ tiết kiệm lại. Nghĩ xài luôn á. Mình ăn chay lâu quá mà mình cũng không có quen ai hết rồi, bây giờ mình có cần phải có một cái tiêu chí gì không? Tiêu chí thì nhưng cao 1m50 trở lên được rồi, vậy mà khuôn mặt dễ nhìn được rồi. Dư, mình nói là dư ạ.
Dạ. Hai cái đó là quá dư rồi. Quan niệm của em ha, là lấy vợ là phải lo cho gia đình được hạnh phúc thì em mới lấy vợ đó. Còn nếu lấy vợ mà không lo cho được vợ hạnh phúc á thì em ở vậy. Dạ. Vậy thấy chưa? Trời ơi. Tôi nói cho người đàn ông này tôi tin tưởng lắm. Rất được luôn. Lời nói rất là tin nha. Cái gì em hứa được thì em làm được. Thà em không hứa em không nói. Chứ em hứa em nói ra mắc lợi, mắc uy tín lắm. Em không thích điều đó. Dễ thương quá. Không còn gì để hỏi nữa. Nãy giờ mình nghe bên kia tâm sự mình thấy còn nhà gái có cái bảo mình ý tưởng nào không? Nói chung là em thấy anh bên đó cũng hiền lành. Bởi vì thực chất là những người ăn chay thì cái tâm thiện lắm. Thì em rất là thích cái điều đó. Anh ơi, cho em hỏi là lý do năm nay anh 79 tuổi rồi. 79 tuổi rồi. Mày sao? Sinh năm 79 em ơi. Sinh năm 79 em xin lỗi. Năm nay anh sinh năm 79 mà sao tới giờ anh vẫn chưa lấy vợ đó anh? Lý do gì anh ăn chay? Dạ. Lúc ở nhà thì nói chung cũng có nhiều người để mà anh tiến tới hôn nhân lắm. Dạ. Nhưng mà vì ăn chay đó mà người ta không có gả cháu cho mình. Dạ. Là nói là ăn chay cái tư tưởng không có lo kinh tế được. Dạ. Thứ nhất, thứ hai về không có lo chăm sóc cho cháu người ta. Dạ. Cũng như gia đình nói chung là giàu có lắm nhưng mà anh từ chối, anh nói thiệt là anh thà ăn chay anh ở giá. Dạ. Chứ anh biểu anh ăn mặn mà lấy vợ á là anh không đồng ý. Dạ. Anh ơi, vậy cho em hỏi là anh ăn chay vậy thì anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh? Anh có mạnh mẽ chống chuyện đó không anh? nói chung với sức khỏe anh bình thường, anh vận động thể thao, việc nặng gì anh làm được hết. Nhưng mà cái chuyện đó là không có quan trọng em ơi. Dạ. Quan trọng chứ sao không quan trọng? Sức khỏe em đầy đủ, em tự tin mà. Sức khỏe là một chuyện nhưng mà lâu quá mình không xài. Mình có, mình nhiều khi mình quên luôn rồi sao? Làm gì quên được, cái bản năng tự nhiên mà. Ủa, không nghe một câu hả? Ăn chay chứ ngủ mặn chứ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà có, nói chung là hồi đó giờ có... Từ hồi chia tay tới giờ chia tay giờ là có tình cảm như con gái, có cảm xúc như nói chung ra đường nhìn những phái nữ mà đẹp á, em cũng hít mê lắm. Sẽ ước gì mình cứ được người đó cũng hạnh phúc. Mình cũng hít, hồi mình cũng hít mà. Cũng còn cảm cũng giác. Cũng còn cảm giác. Sợ lâu quá rồi đó. Cái nó tiêu hao năng lượng đó. Nó sợ vậy thôi. Quên rồi, nãy giờ không có cái gì mình sợ. Mình đây hỏi một cái mình phải sực nhớ đó. Đúng. Cái đó là yên tâm. Yên tâm đúng không? Sức khỏe mà. Rồi mở ra cho hỏi rõ hơn nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ hôm nay Minh đi với ai? Dạ, đến chương trình hôm nay á, anh đi có một mình. Rồi, mình yên tâm. Dạ. Có gì anh phụ cho ha. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, em đi với người thân của em đang ngồi dưới ạ. Dạ. Anh chào các chị ạ. Dạ em cũng chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Em thấy cái bạn này cũng rất là dễ thương, nhìn rất là chân thành. Cái kiểu là người sẽ quan tâm đến gia đình á. Thì cũng mong là nếu hai bạn hợp thì hãy đến với nhau ạ. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào nha. Dạ. Làm sao mình chứng minh được bản lĩnh đàn ông ha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh có món quà để tặng em. Dạ. Đây là cái màu hồng. Anh mong rằng cuộc sống sau này tình yêu của anh và em và cuộc sống sau này sẽ được màu hồng gì. Dạ em cảm ơn. Đây là bánh em tự làm cho nên là em mang xuống tặng anh. Dạ. Dạ. Cái đó ăn chay được nha. Dạ đúng bánh rồi. Ăn chay được nha. Ăn chay được ạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu và hạnh phúc gia đình? Dạ, em cũng đã từng lập gia đình rồi. Em mong muốn có một mái ấm bình yên, hạnh phúc. Và một người chồng chân thành với mình. Nếu nhiều nói là yêu tới nhau á mà không hiểu nhau thì không gọi là yêu. Dạ. Chứ hết đó là mình hiểu nhau, mình mới yêu nhau thôi. Mình mới đi đến là gia đình và hạnh phúc. Dạ. Nhưng mong rằng là chương trình hôm nay là có duyên để anh với em gặp nhau. Dạ. Thứ hai là em mong rằng có cơ hội để mà mình đi tiếp cùng dịch đường dài nữa. Dạ. Đó. Em hỏi vụ nãy đi. Hỏi cái vụ đó đi. Hỏi vụ đó. Chứng minh được cho mình tin tưởng vụ đó. Anh cho em hỏi anh có thích lên đỉnh không?
thì rất là thích lên đỉnh. Bởi vì sao? Bởi vì em ở miền núi, em hay leo núi lắm. Em là chuyên gia leo núi, mà mỗi lần leo là em sẽ check in những cái điểm mà gọi là cao nhất. Và em hay leo cung Tây Bắc. Mà thường thường em đi leo núi là em lên đỉnh một mình. Cho nên là hy vọng là nếu mà kiếm được một người để cùng lên đỉnh với mình thì càng tốt. Đúng rồi, đi lên đỉnh là phải lên hai người chứ lên đỉnh mà em có nhớ một mình với anh. Anh nói chung là lên đỉnh thì nói chung 5 lần lên đỉnh rồi. Nhưng anh đi một mình, đi lên núi Tinh Ninh nè. Núi Bà Đen đó, núi Ông Cấm nè. Núi đó thấp, em leo độ cao 2.900 mấy mét luôn. Em leo Tả Liên Sơn nè, leo sông Nho Quế nè. Em nói chung là em đam mê du lịch, nhưng mà em chơi mấy môn thể thao leo núi là chính. Cũng sở thích với anh luôn. Dạ. Nhưng mà mong rằng mai mốt sau này là được một người bạn như em, anh với em đi lên đỉnh được. Được. Tiếp đi. Một mình anh lên đỉnh thì nói chung là buồn lắm. Dạ. Rồi à. Nói rồi, đi lên đỉnh nó phải lên hai mình. Ví dụ như em không xuống thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể lên trên Lâm Đồng lập nghiệp được không? Cuộc sống ở đâu mình sinh sống được, kinh tế mình đi lên làm được. Dạ. Thì anh vẫn ở đó. Dạ. Chứ không có niệm là ở đâu hết, làm ra tiền anh ở đó. Dạ. Chứ ví dụ như lên Đà Lạt làm không ra tiền á. Dạ. Thì mình cũng sống đâu được đâu. Dạ. Vấn đề chỗ nào, thí dụ nha, đàn trai đặt lại vấn đề, nếu như bây giờ đàn trai lên đó làm được công việc gì để có tiền theo em? Anh lên anh ship bánh cho em. Ok, nhưng mà nói em cái cực khổ anh không có sợ, anh sợ cái thất nghiệp thôi. Đúng rồi, công việc thì công việc khó cực cỡ nào anh làm được hết. Dạ. Nhưng mà sợ thất nghiệp mình làm không có tiền thôi đó. Đang trải cuộc sống đó. Vậy anh cho em hỏi là hiện tại anh còn ba mẹ không? Anh còn ba mẹ đầy đủ. Dạ, ba mẹ thì đang ở dưới Đồng Tháp. Đúng rồi. Dạ, lâu lâu thì anh về thăm. Thường thường á là thứ bảy, cuối thứ bảy á là anh về quê, chịu nhược anh lên. Dạ. Tại vì anh với quê anh đang trồng là 200 cây dừa. Dạ. Với 100 cây mít, cây ăn trái nhiều lắm. Dạ. Hôm nay có duyên anh có dịp anh mời em về quê anh uống dừa. Rồi mít. Ăn trái cây ăn mít luôn. Uống dừa ăn mít. Ăn mít đau bụng đó. Hai cái đó mà chơi cùng lúc là dễ mệt lắm á. Sáng mình ăn mít, cái chiều tối mình uống dừa. Dạ. Là còn mệt dữ nữa. Đúng bánh rồi, của đó. Em á, ở trong đó là bánh mì nho dừa anh. Là em phải nhập dừa về em làm. Anh đợi, anh nhìn ra anh coi 200 cây dừa luôn. Ngon. Mốt anh cung ứng dừa cho em. Ừ. Mít với dừa, đó. Mít với dừa, không? Dạ. Mít dừa khỏi lo. Có 200 cây dừa với 100 cây mít. Rồi, ở đây có bánh, hai bên hùng. Hùng xong rồi kiếm đứa nữa, thấy không? Mình hùng chung. Đứa hùng, đứa hùng chung góp vốn lại. Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi anh. Bây giờ hai người bước nhau đấm tay cái coi. Hả? Trời, coi bộ hơi cao hơn. Đây nè, Minh là 1m55. Dạ. Em là 1m53 đúng không? Dạ. Tại vì em mang giày cao. Mang quốc đi, anh mang quốc chi vậy? Nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Ôm thử cái, ôm cái coi. Ôm cái coi. Vậy cho phép anh ôm cái. Dạ. Đó. Ôm chặt vô coi. Để nguyên, để nguyên, để nguyên, để nguyên. Để nguyên. Ai ăn bánh mít dừa không? Hai người chịu nhau không? Em quan trọng nè, em gái nè. Dạ. Hả? Em thích. Em nói chung là còn em tự nói luôn mình lớn rồi. Em chịu không? Chị còn đắn đo cái gì? Nói chung là em chưa đi xa được á. Anh chấp nhận anh lên mà, em thấy sao? Giờ chịu hay không à? Nói một đường cho xong nè. 3, 2, 1. Anh lên Đà Lạt. Khi nếu có cơ hội. Em. Dạ. Em chịu không? Nói chung là em sẽ cố gắng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rất là hiếm luôn. Vậy bây giờ em bỏ dép luôn nha. Đi là bằng ăn coi thử như thế nào. Rồi mọi người thấy là hai đứa có hợp không? Bây giờ nè, cái cặp này là nó sẽ diễn ra khác luôn. Bây giờ tôi với Ngọc Lan đứng đây cầm cái nút sẵn. Hai người ôm nhau, quay qua cô gái nói bấm là tôi bấm. Vậy thôi. Nào, ôm lại Minh. Dạ, em đồng ý. Thì nào tôi nói buông hay buông nha. Dạ. Nào, quyết định của em gái. Em nói bấm là tôi bấm đó. 1, 2,
Bấm mau. Ok. Tuyệt vời, anh thấy hợp lý đó. Thật ra rất là nhiều cảm xúc của tụi anh với cặp đôi ngày hôm nay. Có những cặp đôi tụi anh thấy không được rồi thôi, không làm phiền lòng nhau cả. Nhưng hôm nay nó rất là hợp lý, hợp tình, hợp duyên. Dạ. Được không em gái? Ảnh là 79, em là 83, là hợi mèo mùi tam hạp đó. Tam hạp đúng không? Rồi, vậy đi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng. Hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple, một ứng dụng sắp ra mắt nhân dịp Valentine sắp tới với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn nhiều. Được là mối tình này cũng đặc biệt lắm á. Thôi, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò, còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi. Xin mời. Thật ra em chưa có mối tình rất lâu, còn như một trang giấy trắng vậy. Như một trang giấy trắng. Sao? Cao chín mét. Cao to. Mét đẹp trai. Dạ được ạ. Giám đốc. Dạ quá ngon luôn á. Dạ quá ngon luôn á. Quá ngon luôn rồi. Nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe, sai em vẫn làm, thì cái đó anh thấy nên sửa. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào mọi người trong trường quay, chào hai MC và bạn chơi kế bên. Em tên là Nguyễn Khoái Hùng, sinh năm 1993, 28 tuổi. Mình tới từ Nghệ An, đã vào Đồng Nai sinh sống và làm việc được 10 năm. Hiện đang làm là thiết kế xây dựng. Ở Đồng Nai với ai? Trước đây thì em ở cùng với chị gái, nhưng mà giờ em có nhà riêng ạ. Nhà riêng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thì đến phần giới thiệu của nhà gái. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào khán giả, xin chào Quỳnh Linh và xin chào bạn bên kia. Em tên là Xuân Mai, em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên văn phòng. Thì em quê ở Đắk Nông nhưng mà em đã sinh sống và làm việc ở trong Sài Gòn chắc cũng được gần 10 năm. Hiện tại thì mình ở quận mấy? Dạ, em đang ở Bình Thạnh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Mai là gì Mai? Em là điểm mạnh của em thì có vẻ như là em là một người tính cách rất là trẻ con, nên là thành ra mỗi mọi người xung quanh nghĩ gì thì em sẽ không quan tâm lắm. Còn điểm yếu thì có nghĩa là chắc cũng như vậy, tại vì em không quan tâm đến cảm xúc của mọi người, nên là thành ra nên là em cũng hơi kiểu dạ đúng rồi. Nên là em không có tình ý lắm trong cái việc mà giao tiếp hay là nói chuyện với người khác. Dạ em hy vọng là bạn ấy sẽ chịu đựng được em. Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của nhà bên kia thì sao nè? Điểm mạnh của em thì em có thể giao tiếp với mọi lứa tuổi, vì là tính chất công việc của em thì độ tuổi từ 20 đến 80 thì mình đã gặp hết rồi, nên là với mọi giới tính luôn á thì giao tiếp mà khá tự tin. Nhưng hôm nay tài lên chương trình thì hơi rúng. Em biết nấu ăn, vì là từ lập là khoảng 10 năm rồi, nên là gần như là mình phải làm hết mọi việc trong gia đình á. Hiện nay công ty của em đó là công ty riêng của em luôn hả? Dạ vâng ạ. Em tháng 1 nay công ty mới bắt đầu hoạt động ạ. Dạ. Công ty này là giám đốc? Em ạ. Dạ. Rồi chúc mừng luôn chàng giám đốc luôn. Em muốn hỏi bạn nam bên kia là bên đó có cần kế toán không ạ? Hiện đang cần một kế toán để làm báo cáo thuế ạ. Thì em có thể apply không ạ? Rồi, rất trời. Hai cái người này, tôi đang có một cái cảm giác là sinh ra là dành cho nhau hay sao á. Dạ. Chào em. Chào chị ạ.
Tại vì đây là một cô gái có một cái tính rất là trẻ con, rất là thích nhõng nhẽo mà rất là thiếu cái sự quan tâm tới người khác, thiếu cái sự tinh tế. Còn đây lại là một cái người làm một cái công việc mà phải chiều khách hàng, là về là chiều cô này là dễ nè. Đó, là hợp nhau lắm đó, hỗ trợ cho nhau ha. Bây giờ tình trường mình sao? Trước giờ em quen được 3 mối tình ạ. Một mối tình đầu tiên là hồi sinh viên, quen được 2 năm. Còn sau đó là quen 1 năm đó. Một là để mình ở nhà để xây dựng nhà cửa, hai là để tạo dựng công việc cho chắc chắn hơn. Thì 2 năm nay gần đây là chưa quen được ai để tiền tới được việc quen hôn nhân. Rồi còn tình trường của mình sao cưng? Thật ra em chưa có mối tình rất lâu rồi. Chưa có luôn hả? Đúng rồi. Dạ đúng rồi, em vẫn còn như một trang giấy trắng vậy. Như một trang giấy trắng. Hay quá. Là để anh chờ anh đã bên đó viết tên lên. Đó vậy thôi còn gì bàn cãi nữa. Nhưng mà có điều có một cái là chưa có quen ai hết thì sẽ là bị thiếu kinh nghiệm yêu đương đó nha. Mình dạy từ từ cũng được ạ. À, đó. Chào nhà gái. Dạ, chào chú Quyên lên ạ. Chú còn là nhìn duyên quá. Dễ thương quá. Nhưng mà sao lý do cũng dễ thương vậy mà chưa có người yêu nhỉ? Dạ, em cũng thắc mắc vậy nhưng mà cũng không hiểu tại sao. Có ai chọc ghẹo gì không? Dạ, cũng có. Nhưng mà đó là đồng nghiệp ạ. Người cùng quan điểm phải người như thế nào? Tiêu chí ra sao? Mà nói thử xem. Dạ, thật ra thì em chỉ cần một người mà có thể nghe em nói hàng ngày. Chiều em khi nào em nóng tính hay là nhõng nhẽo. Tức là bạn ấy phải trưởng thành để có thể cho em cái cảm giác là ở tầm đó có chín chắn, bạn đó đủ lý trí để có thể suy nghĩ cho em hoặc là suy nghĩ cho các mọi hoàn cảnh để có thể thông cảm cho em được hết. Giám đốc lo cho nguyên một công ty luôn. Dạ, cái đó để em phải hỏi thêm mấy câu nữa. Có cần ngoại hình như thế nào không? Dạ, em hy vọng là bạn ấy cao lên một xíu, tại vì bản thân em là hơi lùn. Cao? Dạ, cao trên mét. Cao, to, mét đẹp tạp. Trai? Dạ, được ạ. Giám đốc? Dạ, quá ngon luôn ạ. Dạ, quá ngon luôn ạ. Quá ngon luôn rồi. Ai, còn tiêu chí của Hùng sao không? Em sống bằng chữ hiệu thôi. Bàn đối xử vì người lớn tuổi nó tốt là được. Vậy thôi hả? Dạ. Còn là việc nhà thì em làm được nên là bạn cũng cần phải làm nhiều quá. Bạn mới kỳ dễ thương đó. Em gái đi chung với ai cơ? Dạ, em đi chung với bạn thân của em ạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Trang, em là bạn thân từ cấp 3 của Mai. Bạn em thì tính tình cũng hơi trẻ con. Và anh thì cũng có thể là bù đắp lại được cho bạn em ạ. Có thể chia sẻ được cho bạn em. Bạn em có thích con trai không? Dạ có. Có sao tới giờ không thấy ai chứ nhỉ? Dạ em cũng là Mai rồi á. Chứ nhưng mà tại vì có vẻ là chưa hợp với bạn em á. Dạ mong là hôm nay thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để có thể sau này sẽ về chung một nhà. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn em. Hùng đi với ai? Dạ, tại tình hình dịch bệnh thì ba mẹ em đang ở ngoài quê. Mà bạn bè thì hôm nay đi làm bận quá nên là... Rồi, thôi được rồi. Thì ai lên được. Yên tâm, cứ mở rào hai bên trò chuyện đi. Dạ. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp nha. Dạ vâng. Mở rào đi chứ bên đây bà mối bà cũng nôn lắm. Mở rào. Chào anh. Chào em. Thì hôm nay thì tới với chương trình gấp gáp quá nên là anh chưa chuẩn bị được món quà mang tới được cho em. Dạ không sao, anh có thể bù đắp cho em được. Nhưng mà món quà thì... cả ngôi nhà hạnh phúc thì anh đừng để chờ sẵn ở nhà đâu. Ok, em tặng anh. Tại vì em không nghĩ là làm giám đốc nhưng mà vô tình thì em lại anh có thể khui. À, cái này. Điều vì cảm ơn em. Anh sẽ bù đắp cho em sau. Okay. Mình mở quà ra xem bạn gái tặng mình cái gì. Một cuốn sổ phù hợp với công việc. Của anh. Em muốn hỏi trước. Tại vì, tức là em muốn hỏi anh là tại vì em á, là một con người rất là trẻ con. Nhưng mà anh, nếu mà anh chịu được cái tính cách đó của em thì rất là ok. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là tuy em tính tình trẻ con nhưng đôi lúc thì em rất là tính cách rất là độc quán, với lại rất là cộc tính. Thì anh có thể chịu được không? Thêm một cái nữa là tính cách của em thì hay làm việc theo cảm tính. Và đôi khi thì tại vì em là một người thiên về tâm lý nhiều hơn. Tức là em sẽ làm việc theo kiểu em cảm thấy ở, mặc dù cái đó nó sai nhưng mà em cảm thấy nó đúng thì em vẫn cho là nó đúng. Ví dụ như anh nó nói ở cái đó nó sai nhưng mà em vẫn cho nó đúng thì anh có thể chịu đựng được không? Tại vì đó là tính cách của con gái rồi, nên là em nghĩ anh có thể hiểu. Nói chung là anh dẫn xây dựng nên là hơi cứng rắn, nhưng mà đến mà khi mà anh đã đua là anh đua nháy luôn á.
Mà anh chọc, nhiều lúc anh có thể chọc được cho em khóc rồi anh quay lại anh dỗ. Nhưng mà em độc đoán á, nếu mà em quyết đoán là điều tốt, nhưng mà độc đoán là theo kiểu là người ta góp ý thì em cũng không nghe, sai em vẫn làm thì cái đó anh thấy nên sửa. Nhưng mà sửa sao? Vậy là anh có giải thích cho em sửa không, hay là anh kêu là sai rồi phải sửa, hay là anh phải giải thích ra cho em? Tất nhiên là anh sẽ phân tích được cho em, nhưng mà quan trọng là em có nghe hay không, hay là em giữ cái... Thế thì anh phải làm sao để cho em nghe chứ? Thôi cái này thì cũng có thể cần thời gian để tìm hiểu. Nếu mà quen em thì anh sẽ ít thời gian để lên Sài Gòn. Em xuống được. Em xuống thì giờ nào anh cũng tiếp em được, vì là gần như là anh làm việc tại nhà, em nấu ăn giỏi. Dạ em chỉ nấu được những cái món tối thiểu để tồn tại thôi. Thì anh cũng muốn là sẽ có một ngày hai người gọi là thử đo với nhau cái. Anh thì anh còn tự tin khả năng nấu ăn của anh, thì thử lại coi nãy nấu ngon hơn. Không, em sẽ không làm anh thất vọng. Em đang có định hướng là ở đây, ở Sài Gòn. Thì giờ anh lỡ xây nhà ở Đông Lai thôi. Là anh có nhà, có xe, có đầy đủ hết. Anh chuẩn bị được đầy đủ hả? Chỉ thiếu mỗi cô dâu thôi. Em về. Nhưng mà quan trọng là anh phải làm sao đó cho em muốn về đó. Không, vì là anh suy nghĩ là bố mẹ bên nào thì cũng như nhau thôi. Có thể mình ở chung với... ở nhà đó em về thì cũng là của em thôi. Thì như ở chung với bố mẹ anh thì cũng giống như ở chung với bố mẹ em. Nên là đối với anh thì bố mẹ anh sẽ có thời những lúc thì sẽ vào ở chung, nhưng mà gần như là sẽ về quê. Chị thấy tương lai của em là hơi cực khổ rồi đó. Dạ. Thật ra anh thấy cô gái bên kia nói vậy thôi, chứ nếu mà đã để cho cô ấy yêu mình rồi đó thì cô ấy rất là chung thủy. Dạ. Em trai lại đứng nắm tay em gái ha. À, hai tay nắm hai tay đó, nhìn vào mắt nhau. À, anh còn muốn là hai người cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Thì còn là chuyện mà hôn nhân thì mình sẽ cố gắng, chứ không chuyện này cũng không ai là hứa trước được. Công ty thì có một người bảo có thuế nhá, đổi đi thuê ngoài. Sao sợ anh nghĩ em có thể làm sếp, vợ sếp nhỉ? Có thể làm nhân viên của anh nhỉ? Có dịp mà mời em số nông nai chơi thì anh sẽ hát tặng riêng nha. Em có vẫn có yêu cầu nên anh phải lên chở em xuống. Thì tùy em, lúc đó thì tùy vào thời gian của hai người tự sắp xếp. Không, mình đàn ông thời gian đầu mình phải chăm đi xuống Sài Gòn mình thăm ta em ơi. Bây giờ bạn gái sẽ đàn cho em nghe một bài nào đó để mình cảm nhận nhiều hơn về cô gái này. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, hãy thoải mái lên. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em nữ bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. Thì trước đây thì em có làm lái tàu ạ. Lái tàu luôn? Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em lái tàu đường sắt ạ. À, lấy tàu, à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Còn em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ. Và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À, như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Rồi em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là người khá là độc lập.
và rất là quan tâm đến người khác, là một người sống rất là tình cảm. Ừ. Thế còn điểm yếu? Yếu thì có lẽ là hay mềm lòng, hay tin người ấy ạ. Dễ tin hả? Cả tin hả? Đúng rồi, dễ tin người. Trời ơi. Rồi có thói hư tật xấu gì không? Ví dụ như là ghen tuông mù quáng, hay là nghiện bia, nghiện rượu, hay làm cái gì đó? Cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan, nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu. Rồi bạn trai, em ưu điểm khuyết điểm thế nào? Điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng ạ. Có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn. Nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em. Thường thường thì em làm xong em mới nói. Nói chung là em có một cái giống bạn nữ bên kia, là có cái là mềm lòng. Ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình kiểu gì mình cũng đồng ý. Điểm yếu nữa thì là chắc là em uống bia hơi nhiều. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang. Bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay ạ. Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Dạ từ 2016 đến giờ ạ. 16, cũng trời, 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. Mới chia tay mối tình kia là 6 tháng vậy? Mấy mối tình rồi? Em 3. 3 mối tình? Dạ. Mới chia tay mối tình thứ 3, 6 tháng. Còn vấn vương gì không? Ủa quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em? 3 năm rưỡi ạ. 3 năm rưỡi? Vậy là có vấn vương, còn vấn vương không? Không ạ. Phù muộn. Nhưng mà chia tay là từ phía nào? Lý do? Em với bạn nam ấy thì bị cũng yêu nhau, nhưng mà vì bọn em cũng khoảng cách cũng khá là xa. Yêu xa hả? Vâng, thì 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi để yêu xa rồi. Ừ. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Ừ. Hai người không hợp về quan điểm sống. Ừ. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn, bạn ấy là người rất là gia trưởng. Ừ. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội, nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Ừ. Cũng không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà 3 năm mấy rồi, mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết à? Mà tại lý do là... nào mà nó nhanh đến mức như thế em? Tại vì là chia tay trong vui vẻ, có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi. À. Nghe chia tay mà cười tươi thiệt, anh cũng rất là lạ. Đến qua coi đàn gái coi. Em chào anh. Ôi chào em gái. Có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó, người ta cần phải chia tay, và cuối cùng chia tay được, người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó, người ta rất là vui. Bây giờ đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em? Mở trái tim không? Dạ rồi ạ. Rồi đúng không? Chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ý sẽ, thứ nhất là một người đàn ông chín chắn. Chín chắn. Biết tách biệt được công việc và chuyện tình cảm. Ừ. Có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng. Thế còn ngoại hình thì sao? Chắc sẽ phải cao hơn em. Là bây giờ em cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em? Chắc phải 1m74 trở lên. 1m74 trở lên. Bây cô này cao lên quá mà. Ừ. Không sao, bên đây có thể đáp ứng. Rồi. 1m94 á. Là đứng trên ghế á. Bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là trước tiên là về tính cách đi. Ừ. Nói chung là tính cách thì hiếu thảo. Hiếu thảo là đầu tiên. Tốt bụng, hiền lành, hiền lành. Biết gọi như là trưởng thành một tí anh ạ. Ừ. Còn chiều cao, cân nặng hay là tóc dài, tóc ngắn? Em chào chị. Chào em. Dạ chiều cao thì em nghĩ là tầm khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Da trắng một tí, nếu mà tóc dài thì tốt, tại vì em rất là thích con gái tóc dài. Ừ. Ngoại hình thì ú một tí, chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn. Ú, em ú là sao? Ý em nói ú là sao? Hả? Dạ không gầy ạ. Không gầy á? Dạ. Ú. Em thì em thích về dáng hay là thích về khuôn mặt? Thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp? Em nghĩ thì dáng với lại mặt thì vừa phải thôi, chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình. Em cũng thích ngắm cái đẹp. Nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp. Đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu, quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi. Dạ. Em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này? Theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập đó. Ừ. Mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá. Bây giờ hỏi tới đúng rồi, hỏi người thân đúng không ông Mai? Hỏi người thân coi sao. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với đồng nghiệp của em ạ. Dạ em tên là Khoa. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và em. MC Hồng Vân. Chào em. Thì em là người Anh.
cũng giống như là người bạn và người đồng nghiệp của Thịnh đây. Thịnh là một người rất là trầm tính. Trong công việc thì Thịnh đặc biệt là rất là quyết đoán và độc lập, cũng giống như là bạn nữ bên đây à. Khoa nghĩ là tính cách thì cũng rất là phù hợp với Thịnh, tại Thịnh cũng thích kiểu nữ là dịu dàng, độc lập và biết tự lo cho bản thân à. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội. Khoa cảm giác được là hai bạn rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn Khoa. Còn em nên đi với ai? Em đi với một bạn cấp 3, một bạn đại học và một bạn đồng nghiệp ở cơ quan ạ. Em xin chào hai MC và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là Diệu Linh, là bạn cấp 3 của bạn Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là bạn Giang ấy, bạn ấy, cu của bạn ấy là thích người trầm tính. Thì có nghe bạn của bạn Nam nói là ít nói trầm tính thì khá là hợp với Giang. Sau khi em quan sát thì em thấy là hai bạn cũng khá là phù hợp. Và mong là các bạn sẽ cho mình cơ hội. Tại vì đây cũng là tuổi chín chắn rồi. Thì nếu mà cho cơ hội thì mở lòng và đến được với nhau là rất là tốt ạ. Rồi, thôi bây giờ mở rào đi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Chào bạn, tới đây thì mình có món quà tặng bạn. Mình cũng có một món quà tặng bạn. Bạn cũng có thể mở ra được ạ, bởi vì nó là một cái bánh kem ý. Nó cũng có ghi chữ. Bạn có thể mở ra để xem. Bạn cao mà đi giày cao gót, tâm ra thấy hơi đấy, bên được, đó. Kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha. Rất là dễ thương ạ, cảm ơn bạn nhé. Thương bạn với tôi vậy đó hả? Cũng dễ thương ha. Rồi em ngồi đi, hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi. Cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy. Bạn có thể giới thiệu lại được không? Mình tên là Thịnh. Thịnh, mình lại nghe nhầm là tên là Thuận nên là mình mới hỏi lại. Bạn là tên Giang đúng không nhỉ? Ừ, mình tên là Giang. Khi mà ở bên rèm thì thực ra là mình cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á. Nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá. Mình thì cũng cao tới 1m73 đó. Kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn. Thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu. Rồi bây giờ mình quan điểm về tình yêu, quan điểm về hôn nhân như thế nào, các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn nữ trước đi ạ. Chắc người chồng của mình sẽ là người hiểu biết hơn mình. Kiểu như là người cho mình lời khuyên ấy. Ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy, chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ với bạn ấy. Rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên. Và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết lo cho mình. Mình thích một người đàn ông lãng mạn. Bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn. Bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người bạn trai á, thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô. Em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh. Tại vì khi mà họ là anh rồi, tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em. Và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn. Như vấn đề mà em nói á, là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành. Nói chung là anh trưởng thành, biết suy nghĩ. Còn vấn đề lời khuyên đó, nhiều khi anh khuyên nhiều quá, sợ em nhàm chán thôi. Anh nghĩ gì về em đi sớm về muộn và vui chơi quá đà với bạn bè, với đồng nghiệp? Nếu mà như thế, nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á, thì em có thể nói với anh là hôm nay là em sẽ đi với bạn, có thể là sẽ về trễ, anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia. Tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm. Thực sự là ít khi về trước 10 giờ. Thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên, anh đi dạo á, hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm. Cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nói với anh. Cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm, không vấn đề gì cả. Giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn? Nếu mà được nha, thì nếu mà muốn sớm á, còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh, nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa. Ví dụ gia đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình cuối năm nay, đó là sớm nhất. Còn nếu mà trễ, nếu mà em đợi cho anh cái, có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi, nhưng mà ý là nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó, anh nghĩ thì nó sẽ không có áp lực nhiều nữa. Thì có thể là đợi thêm một năm nữa, nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ. Hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá, anh nghĩ gì về việc cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là giả sử như là mình cưới thôi, mình sẽ không đăng ký kết hôn, thì anh ok không? Không, thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả. Nhưng nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ, có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi. Bạn ấy chỉ hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi. Dạ. Đó.
ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói. Rồi. Đó. Bây giờ theo anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Ừ. Rất cảm ơn anh Khiền Linh vì có một câu hỏi rất là hay. Đấy, nó cũng như kiểu như thế. Thực chất thì nếu mà anh thấy á, thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó, nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ á, cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao, tại vì khi mà mình sống với nhau rồi, mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia, thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Bạn gái có đồng ý quan điểm đó không? Không, theo em thì như thế nào? Thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha. Ừ. Thì em nghĩ là không ok. Không ok. Nghe là em sẽ không sống thử. Ừ. Nhưng mà tại sao lại em lại đưa ra vấn đề là phải cưới mà không đăng ký kết hôn? Em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam, xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào, chứ không phải là lời đề nghị của em. Bây giờ bạn trai có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái. Mình giao lưu tí âm nhạc đi. Tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó. Nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi, chứ cũng không biết là okay. Biết hát bài nào hết á. Hát bài Em Ổn Không đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngầu rất lâu. Điều anh muốn nói là em ổn chứ, tình yêu đôi khi cô níu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi, ngày em đi trời mất chi. Được rồi. Trời mất trí luôn rồi đó. Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là đồng ý yêu đương. Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim thì không cần bấm. Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng. Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình. Nào, chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Bây giờ tôi mới biết tại sao nè. Bạn này rất là khó tính. Bạn ấy đưa ra một số câu hỏi xoay đáp xoay. Và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không? Thực ra chị Hồng Vân nói về em cũng đúng. Em rất là bất ngờ khi mà chị Hồng Vân nhận xét như thế. Thực ra em cũng không đến mức là khó tính lắm. Nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi, mình không đăng ký kết hôn. Thì bạn đã không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả. Tức là phải đưa ra trả lời và giải thích câu trả lời đó. Có cái chứng kiến đó. Mình nếu chị là em nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đáp xoáy bạn này. Nếu là chị là không có chiều theo, họ đã cưới là phải đăng ký kết hôn. Đó là một cái điều bất di bất dịch. Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận. Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình, một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn anh Quỳnh Linh ạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yageo trên toàn quốc. Yageo là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cảm ơn các bạn. Nè. Em cảm ơn chị. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe luôn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia, con gái bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Được. Nguyễn gì? Nguyễn Văn Được. À rất được.
tôi thấy là không được. Rất tại được. Sao là anh Quyền Linh là cô Hồng Vân là sao? À. Không được. Dạ em xin lỗi chị Hồng Vân. Chị là thật rất được đúng không Vân? Rất được. Như vậy dạ, là em quán được. Em ở Bến Tre. Dạ còn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm lái xe. Được lái xe là lái xe riêng hay lái xe em lái xe công ty? Lái xe công ty tức dạ. Là lái xe gì? Dạ tải có du lịch có. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh và tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Và bạn trai bên kia ạ, em tên là Lưu Thị Hồng Loan, em 33 tuổi. 33 tuổi? Dạ. Wow, sao trẻ dữ vậy bé? Ủa được là nhiêu tuổi được? Dạ em 31. Bên kia 33 hả? Vậy là lớn bên đây 2 tuổi. Có ngại không vậy được ơi? Dạ không chị. Đối với được thì cái gì cũng được hết. Ừ em làm gì đó? Dạ em là nhân viên làm bánh tại công ty sản xuất bánh kem ạ. Như vậy là có nghĩa là được rồi, em mới thích ăn bánh kem không? Dạ em cũng làm qua một công ty bánh nữa chị. Ủa vậy hả? Chở củ về rừng rồi. Rồi coi như hai bên ngọt ngào. Em nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là ít nói với lại hơi rụt rè trước đám đông mà. Hay quên ạ. Trời ơi quên rồi làm bánh nhiều khi liều lượng quên sao? Em không có làm bên khâu làm bánh. Em chỉ làm bên khâu đóng hộp này kia thôi ạ. À còn được ơi. Dạ. Được được cái gì mà không được cái gì được. Em thì em không hút thuốc. Còn nhậu nhẹt thì em cho vui thôi. Còn ngoài ra thì những gì em cũng biết chút chút thôi. Cái gì biết chút chút luôn. Dạ. Có tật xấu gì không được? Dạ xấu em không có gì xấu hả. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết về đường tình duyên đi. À, em trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất của em cách đây cũng 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu lâu? Dạ gần 2 năm ạ. Nhưng mà do lúc trước em làm thương ngân đó chị. Do thời gian em không có nên chúng em từ từ ra cách nhau. À xa mặt cách lòng. Rồi còn bạn trai có dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ em 2 mối tình. Chia tay mối tình cuối cái lâu rồi? Cũng 2 năm mấy gần 3 năm. À dạ. Tại sao chia tay được? Dạ tại vì em lái xe. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Dạ chỉ đơn giản vậy thôi. Thế cô ấy là không thích lái xe. Không có tin lái xe. Dạ. Mà nhiều người nói cũng không tin lái xe lắm. Dạ đúng rồi. Ta nói lái xe là hay đi đây đi đó, có quen người này người kia lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi đúng luôn hả? Nhưng mà em chỉ làm công ty, em đi sáng đi chỉ chiều về công ty thôi chứ không có đi lố ngày. Rồi em sao? Em có gọi là ngại cái vấn đề mà cái người bạn trai của mình là tài xế không? Dạ không ạ. Em nghĩ ngày nào cũng là cái nghề thôi, do bạn đó chân thật hay không thôi ạ. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. Bây giờ em muốn mối tình tiếp theo của em là người như thế nào? Thì cao hơn em tầm 1m60 đến 1m65 là được rồi. Cao hơn em có cao. Dạ. Rồi gì nữa? Thì ít nhậu một chút rồi biết quan tâm gia đình thôi. Ít nhậu, anh này anh nhậu lắm. Dạ. Quan tâm gia đình thấy cũng hiền. Ngoại hình sao nè? Dạ vừa người là được. Có cần đẹp trai không? Rồi tóc bồng bềnh hay là này kia nọ không? Dạ không ạ. Quy định để tóc dài là được. Con trai để tóc vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi hả? Cái này là không để tóc luôn được không? Dạ thôi không hết rồi thôi. Nè những người hói thông minh nè, tình cảm nè, giỏi giang nè, yêu thương vợ nè, trung thủy nè, chăm sóc người yêu nè, lo lắng nè, chiều chuộng nè, cúi đầu nè, xin lỗi nè, mua quà cáp nè, lãng mạn nè, đó hói là vậy đó em, chịu không? Nếu mà tốt tính thì chắc cũng được. À, bạn trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nửa yêu thương của em thì cần biết cho gia đình là được. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dễ không? Dạ. Chỉ yêu thương gia đình là được rồi. Anh hiền khô à. Dạ. Nha. Vâng qua coi đi hiền lắm. Dạ chào em. Chào em. Dạ. Em ơi em có hình dung cái người bạn nữ bên rào bên đây như thế nào không? Dạ hình dung tính cách thì giống tựa như em. Bao nhiêu phần trăm khi mà trong đầu em suy nghĩ về cái người con gái bên đây? Khoảng 80%. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Hai người hiền quá à. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai vậy? Được. Dạ em đi với bạn bè. Dạ em chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Em tên là Trang, là bạn chơi với đều cũng thân lâu lắm rồi ạ. Em cũng nói sơ về tính của bạn em á, là bạn em nếu mà quen ai mà thương thật lòng ở chị thì bạn rất là lo cho người đó và bạn rất là có hiếu với gia đình. Nếu mà bạn nữ bên đây mà
thích một người nam mà biết có hiếu và lo cho gia đình thì em nghĩ bạn nên chọn bạn của em ạ. Còn nói với bạn nữ thì em thấy bạn cũng hiền, ít nói, đầm tính. Nếu mà hai bạn mà khi mà dở màng á, thấy nhau mà hợp á, thì nên cho nhau cơ hội. Còn em? Dạ em đi với chị em, đi với cô em ạ. Chào hai MC, tôi là mẹ của Hồng Loan. Thấy chàng trai cũng được nhưng mà sợ con của cô lớn tuổi hơn bên chàng trai có chịu không? Dạ không sao ạ. Tại vì cô có một đứa con gái nên cô mong chọn người nào thực tình để quan tâm về cháu. Nhưng mà cô thấy con rể tương lai này là hiền không? Thì mình cũng nhìn thấy vậy thôi chứ chưa biết được. Rồi thôi bây giờ vậy đi mở rào đi để cho hai bạn đúng tự rồi tìm hiểu nhau nha. Rồi mở rào. Em cũng có món quà nho nhỏ. Trời ơi, bấm cao qua rồi đó là rau câu nhận lại. Cái này là tự đây em đổ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn này là gì em? Này là gì? Dạ. Cái này là em muốn anh tham gia trò chơi nho nhỏ với em ạ. À. Thấy được không ạ? Dạ, rồi. Trong đây em có 3 lá thăm, anh bóp rồi anh thực hiện theo cái yêu cầu trong đây được không ạ? Nó khó quá lắm. Anh nghĩ anh chắc làm được á. Anh thử anh bóp thử một trong ba hát có một thử thách nhẹ với bạn nam. Bạn hãy nói một điều bí mật, một điều bí mật về anh đây là hôm nay anh đến đây là hiện tại là công ty không biết. Cũng được, gia cũng là bí mật không? Dạ, gia đình biết. Rồi còn gì nữa không? Không thêm lá nữa đi. Nè, anh muốn tham gia nữa không? Được quá. Em có 3 cái. Em nghe lời anh Quyền nha. Này khó quá anh Quyền Linh ơi, anh Tây. Bạn hãy nói một lời thả thính. Nói lời thả thính mà khó gì? Trời ơi, khó cái gì? Cái này mà có cái gì để mà khó chứ. Em đó giờ chưa bao giờ nói một lời thả thính thì sao em thả thính được? Trứng rắn cần mở, bắp cần bơ. Trứng rắn cần mở. Yêu anh không cần cớ, cần bạn cớ. Ơi, đó. Rồi bắt đầu. Bắp cần bơ, anh cần em, nói đại vậy luôn đi. Nó gọn đi. Nào, 2, 3. Nó không được anh rồi. Nó bỏ qua cho anh rồi. Rồi thôi về đây đi được rồi, dạ. Nó hiền quá à. Em thấy không, hiền tới mức mà không biết thả thính luôn đó. Vậy mà sao mà có chuyện lăng nhăng ở đây được. Đó, tin chưa? Dạ. Bây giờ em thử thách ngược lại bạn này. Vậy bạn nữ nói một cái điều bí mật của bạn nữ đi. Bí mật của em à? Hiện giờ vẫn còn ngủ với mẹ. Rồi, thả thính đi nào. Thả thính hả? Sao, được không? Dạ. Thấy chưa, mình làm không được, mình đi mình thử thách người ta hả? Qua cái cuộc chơi nhỏ nhỏ game, mini game vậy đó. Nhưng mà cũng biết được cái tính con người ha. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em thì cũng được. Cũng ít nói, cũng hiền. Dạ. Thì em cảm nhận bạn nam cũng hiền, cũng hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tôi đảm bảo hai người này mà hẹn hò nhau ở công viên là xung quanh cỏ bị mất hết, không còn một cây nào luôn. Hẹn hò sao? Vậy thì công việc của em thì sẽ hẹn hò được thời điểm nào? Em chỉ đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ thôi. Còn buổi tối thì em rất là rảnh ạ. Vậy nếu mà mình làm quen được thì bao lâu em cảm thấy sẽ bước tới được? Thì tùy vào tình cảm hay bạn mà đến lúc nào đó muốn được thì mình tính tới thôi ạ. Vậy anh hỏi em chứ nếu mà lập gia đình thì em sẽ thích bao nhiêu người con? Em thì mong nhà em thì ít người, có mình em thôi, em cũng muốn có nhiều. Nhưng mà tùy thuộc vào kinh tế của hai đứa nữa chứ. Bây giờ em thấy người đối diện có phải là một nửa yêu thương của mình không? Dạ cũng có. Em có đủ chăm sóc cho cổ không? Dạ đủ. Lấy nhau ở đâu? Dạ ở đâu cũng được. Ai lo chỗ ở? Dạ đương nhiên là em thôi. Em lo ở đâu? Dạ có thể là ở nhà trọ. Nếu mà ở nhà bên cô ấy được thì ở, còn nếu ở không được thì về nhà em ở. Nhà em ở đâu? Nhà Bến Tre. À đó. Dạ. Phải nói rõ cho cụ thể cho cô ấy hình dung được á. Dạ. Rồi coi như anh hỏi giùm em đó. Dạ. Cái hình dáng như thế này, chiều cao vậy là em thấy ưng chưa? Dạ tốt ạ. Tốt không? Khuôn mặt vậy là em ưng chưa? Dạ được ạ. Cái tóc vậy được không? Dạ được ạ. Được luôn rồi, bây giờ mình lướt qua cái vụ kia luôn phải không? Dạ. Rồi vậy là thấy là rồi, bấm được rồi đó.
Đó. Đây là quyết định riêng của chúng ta. Nếu thật sự rung động, thật sự đây là một nửa yêu thương của mình thì trao nhau cơ hội bấm nút. Còn nếu không, cảm giác không thì không cần bấm. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Rồi. Nắm tay nhau đi được rồi đó. Không lẽ nắm tay tôi phải kêu nữa. Bây giờ cặp này yêu chắc tôi phải đi kế bên gì đó. Được không? Dạ được. Nếu mà kêu đi hai người yêu đương thì phải bao 4 ly cà phê. Hai đứa tôi ngồi hai bên. Có gì thêm vô. Đây nè, đã cứ về nè, rủ rỉ. Cứ về đổ dầu vô lửa. Nói rồi, nói đi. Đổ ghê không? Rồi đi trồng cỏ lại cho người ta nữa. Trời. Thấy cảm giác nắm tay sao em gái? Dạ hơi rung. Em thấy thì sao nè? Dạ ấm. Đó, rồi bây giờ làm cái thủ tục đi nè. Bây giờ đừng có nói cái này không làm là bỏ qua cơ hội này ha. Hôn cái hôn đầu tiên cho má của dạ, người con gái ấy. Dạ, con dạ. Trời, hôn mới hôn liền được không? Kêu nói cái gì cũng không nói cho mà kêu hôn mới hôn liền à. Dạ, này dễ làm hơn hát. Dễ làm hơn, trời ơi. Hôn đây là món quà dành cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nào, hẹn hò điện thoại cho tôi nha. Dạ. Mối tình này có thành hay không do tôi. Trời ơi. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.